That's for Sean, dude. Now he's on into the wreck hole. Oh, that's a male one. Big one. Never mind. What the? Oh no 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 no, the line. All right, good, you're good to go. That's for the light bait. That big one, huh? You're gonna light bait for the fillet. Does it use them? Big hole, big hole. Yeah. Big one home, big one home, big one.
quá trời luôn, con đực nó. Oh, that's a good size. Big sea bass, dude. Ủa, bắt mai cũng bự kìa. Bắt mai lại kìa. That's a good size. Ủa, quá hai chú luôn. Hai cái rồi hả? Bắt mai chắc lấy được. Ủa, lấy chú rồi. Chú dưới rồi. Ủa, quang hai chú bỏ hết luôn. Có thể lấy chú dưới, chú trên bỏ xiền. Tàu của con mèo nãy giờ nó lên để cầm đi luôn nè. Ừ, nó vậy nó không chịu. Nè. Ừ. Rồi, cái bỏ nha. Hả? Cái bỏ đi. Nhiều lắm mà đừng lo. Rồi. Đi làm mà mình lấy. Oh, that's a beautiful sea bass. Double up. Hai con luôn kìa. Rồi, tôi thấy lên con trên này, con dưới có thể á. Bỏ. Double. That's a big one. Keep your rear up. Oh, what the F? That's a big conger eel. Oh, he let it go. That's a beautiful fish. Sea bass. There we have it. Thank you.
gì? Đó, đó có đủ không? Excuse. Yep, he's keeper 13 and half a quarter. Oh, and then he loses the left arm fish. No. Let's see in the measure about sea bass.
should be a little guy. You don't.